Đó đặng quay như là sao không dám mà hình mẹ này. Lần sau có quay phim đó nha. Không, vừa chụp vừa quay mà. Trời, kéo lại lên mạng là chết luôn rồi. Qua cái mạng rồi. Tôi nghe luôn mà. Người ta nói á, quay người ta không quay mình nó kỳ lắm. Ai vậy? Đâu? Đi chấp trong đây. Mày đi luôn đi. Bỗng má từ sớm 10 giờ. Ủa hả? Bỗng vô xem tao đã hết mùa. Tại nội địa. Ngồi đi, ngồi đi. Tao chạy đi đây. Diễn quay dịch tới không mưa không? Bữa này là phạt anh Nguyễn đi mà. Đâu đi đâu? Trời ơi. Mình không để lại bất công nữa. Anh tới sao để uống mà anh em được. Quần nào đem bước nè. Anh bảo vậy. Gần sát bên có rồi. Không, anh bảo anh lỗi luôn cả nhà. Anh bảo lỗi chứ. Anh sao anh kêu đi. Cái hộ này hơi rắc rối. Thôi bây giờ người ta vậy. Người ta vậy thôi cho người ta ăn chay được rồi. Ờ. Gì? Mày bao nhiêu? Ba chai mà. Người ba chai để người ba chai rồi tự nó uống. Mưa gió mở bùng, chèo ghe chống gậy, đồ mẹ, lăn lộn đường xa mới tới đây. Dắt ghê, chèo ghe chống gậy. Lộ quá ngộ luôn, chống gậy không gậy. Không có, có nhiều cái nó chống bộ, có nhiều cái nó chống. Tại mấy giờ nó chống như vậy? Chống nãy giờ mà. Chống rồi mới tới đây. Đụng mà, không ngoài biết tao sao mà biết. Ở đây gặp tập thuốc. Đây, mà chơi mọi người khách. Chứ biết, mà đem cái. Không gì? Ta coi lòng giờ, không biết cậu nào.